Bạn thân dù sĩ Tiến chê Lê Thu Trang không hài lòng kết quả The New Mentor, ở ngay lý do như Vân hụt quán quân. Chung kết The New Mentor mùa đầu tối 15 tháng 10 khép lại với chiến thắng thuộc về người mẫu Lê Thu Trang, học trò Lăng Khuê. Ngôi vị Á quân 1 được trao cho cả Mai Ngô, team Thanh Hằng và Như Vân, team Hồ Ngọc Hà. Kết quả gây tranh cãi bởi trong tập chính truyền hình thực tế, Lê Thu Trang cùng Super Mentor Lăng Khuê không giành chiến thắng thử thách nào. Chưa hết, trên mạng xã hội phải ý kiến cho rằng người mẫu Như Vân hoặc Mai Ngô xứng đáng giành giải quán quân hơn Lê Thu Trang. Trước tranh cãi về kết quả, giám khảo Hosh dù sĩ Tiến nói ở góc độ cá nhân, anh thấy Lê Thu Trang thuyết trình trôi chảy, nội lực và giải thích rõ ràng, đầy đủ, rành mạch vì lý do cô thực hiện clip viral để chuẩn bị từ trước với nội dung quảng bá du lịch ẩm thực Hà Nội nơi cô sinh ra. Trong khi đó, ở thử thách tạo dáng chụp ảnh với bụt gió thổi và trình diễn bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Đỗ Long, anh nhận định top 3 có năng lực catwalk, pose dáng và chụp hình tương đương nhau. Dù sĩ Tiến cho biết tất cả giám khảo sẽ chấm điểm từng phần thi trên thang điểm 10, sau đó ekip tổng hợp quy đổi điểm trung bình và dựa vào đó chọn người chiến thắng. Giám khảo không rời bàn đi họp. Vì vậy, không có chuyện giám khảo họp lại chọn quán quân dưới sự điều phối của tôi. Chúng tôi làm việc công tâm dựa trên điểm trung bình để tìm quán quân. Bảng điểm này chúng tôi sẵn sàng công khai để kiểm toán kiểm tra, anh nói. Tuy nhiên, trái ngược với ý kiến của nhà sản xuất, người mẫu Trang Trần đồng thời là bạn thân của dù sĩ Tiến lại có cái đánh giá hoàn toàn khác. Cùng người mẫu cho rằng nếu chỉ tính đêm chung kết Như Vân là thí sinh tỏa sáng và xứng đáng giành giải quán quân. Trong top 5, bạn mà mình đánh giá về cái phần thi posing ở trên bục tròn thì bạn Như Vân là làm tốt nhất, bạn điều khiển tốt từ pose dáng tà lụa. Tuy nhiên, ban giám khảo chấm thêm điểm thuyết trình và cả một quá trình nữa thì cả Như Vân và Thu Trang đều là những người rất ổn định. Nhưng Như Vân nhỉnh hơn Trang, đó là nói tiếng Anh. Còn về body thì không lại Thu Trang. Kết quả này Trang không thích lắm. Trang thấy rằng team chị Hồ Hà làm rất tốt tất cả các phần thi. Thu Trang hôm nay thể hiện chưa tốt, đoàn khác quá và posing bạn chưa chủ động. Nếu chị chấm trong tối nay thì chắc chắn Như Vân là người làm tốt nhất. Nhưng mà nếu nói về sự nỗ lực của Thu Trang thì nếu ai để ý, bạn này rất chăm chỉ và bạn là một người mẫu sạch, làm nghề rất chân chính và hơi nghèo. Một lời khuyên cho Thu Trang thì bạn cần cởi mở hơn. Cái yếu điểm của Trang là sống nội tâm, rất ít khi chia sẻ làm cho người ta không hiểu hết được những gì mới nghĩ. Trong khi đó, stylist Kay Nguyễn, giám đạo chung kết, nói chiến thắng của Lê Thu Trang là sự cân bằng giữa yếu tố, thử thách đã qua, phần thể hiện ở hiện tại và cả những giá trị mà ban giám khảo và nhà sản xuất nhìn được ở tương lai mà cô có thể cống hiến cho làng thời trang Việt. Chương trình chưa chắc đã chọn một người mẫu cá tính high fashion rõ nét, hay mạnh, commercial, thương mại. Chúng tôi chọn người mẫu toàn năng, vẹn toàn nhiều yếu tố và trọng tâm hơn là khả năng mentoring, huấn luyện của người đó. Khi chọn người có khả năng mentoring tốt, chúng tôi tin chắc rằng bạn tạo ra một thế hệ người mẫu toàn năng mới, anh nói với truyền thông. Bên cạnh đó, khi Nguyễn cho biết anh ấn tượng với màn trình diễn của Như Vân và Hương Giang, theo anh, một người đại diện thế hệ trẻ đầy năng lượng luôn nỗ lực hoàn thiện mình, và người còn lại gây ấn tượng với kinh nghiệm cùng khả năng huấn luyện. Như Vân chưa biết thổi bùng năng lượng vốn có của mình ở truyền hình thực tế nên có lẽ cô ấy chưa làm khán giả thấy được mình xuất sắc thế nào, nhưng ở chung kết, từ kỹ năng thần thái, cách cô ấy thuyết trình, đặt để cảm xúc vào những thước phim về quê hương khá tròn trịa trưởng thành. Với Hương Giang, cô ấy là quái vật nghìn máu, sở hữu nguồn năng lượng vô tận không giới hạn. Tôi rất tò mò hai cô gái này sau cuộc thi sẽ chứng minh mình thế nào khi không đoạt ngôi vị cao nhất, anh cho hay.